Xin chào cô chú anh chị bạn bè gần xa. Trong cái tình trạng này rồi gấp lắm cả nhà. Đây là một em chó, tuy không biết là chó gì nhưng mà bé 7 tháng tuổi, nặng gần 70kg. Thì cái bạn trai ở trong clip đã kêu cứu cho bé. Bạn ở Tây Ninh, xã Trà Là. Bây giờ chủ của bé muốn bán bé vô lò mổ để đổi lấy một chiếc xe quay. Thì Ti cũng đã thương lượng với người ta. Người ta nói là nếu mà giờ không mua xe quay thì tiền chuộc bé là 4 triệu. Nếu như không chuộc thì bé sẽ bị bán vào lò mổ cả nhà. Ngoài cái chi phí 4 triệu tiền chuộc bé thì Ti thấy cái điểm mà của bé, từ bé ở Tây Ninh đến máy ấm Ti Ti ở Củ Chi gần cầu Tân Thạnh Đông là 50 cây số, tiền xe khoảng 500-700 ngàn. Ti rất mong cô chú anh chị giúp đỡ cho con có cơ hội được sống. Đây là một em cún rất ngoan hiền luôn cả nhà. Ti không biết là em giống gì nhưng mà nó rất là ngoan, mà bây giờ chủ muốn bán thịt để đổi chiếc quay tàu hoặc là 4 triệu đồng. Ti rất mong cô chú anh chị bạn bè gần xa chung tay giúp đỡ cho bé. Cơ hội của bé chỉ còn trong ngày hôm nay, Ti phải báo gấp lại cho người ta đó cả nhà. Xin cảm ơn cô chú và anh chị.